Hello, hello cả nhà tiệm mèo nha. Hôm nay tiệm mình lại về thêm một bé mèo anh lông dài đây mọi người ơi. Cái mèo rất là xinh nè mọi người ơi, nhìn bao đẹp luôn. Ôi, mọi người nhìn thấy lông của bé chưa ạ? Mọi người nhìn thấy lông của bé có đẹp không ạ? Trời ơi, rất chi là chất lượng luôn nha mọi người nha, nhìn nè. Quay đây nào em ơi. Trời ơi, sao mà em xinh dã man con ngan vậy hả? Mọi người nhìn bờm này, lông này. Em đứng dậy đi đây nào, đi đây nào. Này, đứng lên. Ôi, mọi người nhìn lông này, thích chưa? Trời ơi, ở ngoài nhìn đẹp hơn rất là nhiều nhá mọi người nha. Nè, bờm sư tử nha. Ôi, xinh thật sự. Mèo anh lông dài thuần chủng, form to mập, mép dày, lông xù xinh. Ôi, sẵn sàng về nhà mới luôn nha mọi người nha. Chỉ có 3,8 triệu thôi các bạn nha, là mua ngay được em mèo anh lông dài thuần chủng form siêu đẹp. Đây phải gọi là cực phẩm mọi người nha, cực phẩm mèo anh lông dài màu vàng phấn ý mọi người ạ. Nè, mép dày, mặt xinh chưa, mặt hơi quạo quạo một xíu nha mời. Đây, lên đây, nhảy lên chơi nào. Trời ơi, yếu thế. Ôi, sen mà không ôm em này thì ôm em nào đây. Nhảy lên nào. Trời ơi, đẹp dã man mọi người ơi. 3,8 triệu là mua ngay được em mèo anh lông dài thuần chủng này nha. Xem nằm ưng thì rước bé ngay đi ạ. Mình kết thúc video đây nha. Bye bye mọi người.